Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì trong video hôm nay thì bên mình sẽ giới thiệu những cái dòng súng đinh chỉ cũng như là những cái một số những mã cũng như là đơn giá sẽ cập nhật mới trong tháng 12 này. Thì hiện tại bên mình đang cung cấp các cái dòng súng đinh chỉ của hãng Meti, Zitian và Đông Trang. Thì ngoài ra thì trên thị trường thì nó có sẽ có xem dòng súng đinh chỉ của hãng Makita nữa. Những cái dòng sản phẩm đó thì thường những anh em đặt hàng thì bên mình sẽ nhập về, vì do cái những cái dòng súng đinh chỉ của Makita thì cái giá trị nó hơi cao, cũng nói chung là cái anh em mua cũng số lượng hạn chế nên thành ra bên mình không có hàng stock hàng sẵn tại cửa hàng. Thì trước mắt các bạn thì những cái dòng súng đinh chỉ thì thông thường tối đa nó sẽ là sử dụng đinh chỉ 30mm. Ngoài ra thì một số anh em sử dụng những cái dòng đinh chỉ nhỏ hơn, ngắn hơn thì bên mình sẽ có những cái dòng mã phù hợp để cho cái giá thành nó giảm lại. Thì trong trên đây thì nó sẽ có những cái dòng súng đinh chỉ có sử dụng đinh ngắn, đó là như dòng của Đông Trang thì bên mình sẽ nhập một cái dòng đinh chỉ mã đó là sử dụng đinh 25mm. Đó, thì dòng này hiện tại đang bán với mức giá là 555.000. Ngoài ra thì những cái dòng sản phẩm của hãng Meti thì nó sẽ phong phú hơn, có nhiều cái sử dụng súng sử dụng đinh chỉ khác nhau như là 16, 22, 30. Tuy nhiên thì những cái dòng 16 thì nói chung là cũng ít anh em sử dụng nên thành ra mình chỉ sử dụng một cái số mã đó là 22 và 30. Thì trong đó 30mm thì nhiều anh em lựa chọn nhiều nhất. Đối với những dòng 22mm thì nói chung là số lượng bán ra nó cũng tương đối ít. Đó, rồi về mức giá thì đây nằm phía bên đây thì như mới nãy mình đã báo thì dòng Đông Trang sử dụng đinh 25 là đơn giá 555.000. Dòng Meti sử dụng súng dùng sử dụng đinh 22mm thì mức giá là 715.000. Ngoài ra thì dòng đinh chỉ Meti mà đinh 30 B30 á 630 thì mức giá đó là 825.000. Ngoài ra thì trước á thì bên mình có một cái mã của hãng Zitian, thì mã cũ á thì nó màu bạc cũng như là màu đen thì nó hết hàng rồi. Bây giờ hãng sẽ đổi sang một cái dòng màu màu vàng này. Nói chung là gần như nếu các bạn nhìn không kỹ thì gần như nó giống y như Meti, không khác gì hết. Đó, thì trên đây thì cái phần logo thì gần như là họ làm phần logo dạng như 2D khá là nổi, rất là đẹp. Đó, phần cao su bọc em để mình thoải mái khi sử dụng cũng như là chống trơn trượt. Rồi, về những cái dòng súng đinh chỉ này thì thông thường những anh em làm nội thất thì chủ yếu là anh em sử dụng trong cái phần bắn lam á. Những anh em là làm nội thất mà đi công trình thì bắn lam. Ngoài ra những anh em mà làm khung tranh, khung gỗ hoặc hộp gỗ thì sử dụng cái sử dụng đinh này thì cái đường đinh cũng như cái độ thẩm mỹ rất là cao thay cho những cái dòng đinh ép thông thường. Thì bây giờ thì mình sẽ sử dụng mình test trên cái phần gỗ thông này cũng như là cái phần phu gỗ tầng bì để anh em cảm nhận. Thì thực ra những cái dòng súng này thì lực bắn cũng như cái độ hoàn thiện gần như là như nhau, nó chẳng qua là cái cảm nhận khi mình cầm cũng như là cái lực bắn to hay nhỏ cũng như là mình cầm có êm hay không. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình thử thực hiện ha. Đầu tiên thì nói cụ thể qua về dòng súng đinh chỉ Zitian này thì hiện tại thì như anh em có thể thấy thì dòng này nó sẽ có trang bị một cái phần lãi khóa an toàn, và khi anh em sử dụng thì mình đẩy cái lãi này rồi mình thực hiện. Rồi ở trên đây thì dòng Zitian nâng cấp này thì nó sẽ có thêm cái phần lỗ thăm đinh để anh em có thể xem được là nó còn đinh hay là không. Rồi về những cái chức năng khác thì nó gần như nó là phần cơ bản rồi, nó cũng không có gì đặc biệt hết. Đây để mình mở ra cho anh em cùng xem. Đó, thì một số lưu ý đối với những anh em mà mới sử dụng thì mình lắp cái chiều đinh cho nó đúng. Thì thường trên những cái dòng đinh chỉ thì nó sẽ có cái hướng mũi tay để anh em hướng ra ngoài. Những dòng đinh chỉ của hãng Meti thì bên mình cũng đang cung cấp với có nhiều size, đó là 12, 15, 20, 25 và 30mm. Đó, thì anh em có thể tham khảo. Thì những cái dòng đinh này thì nó sẽ có mức giá từ 50 cho tới 70.000 tùy vào cái chiều dài đinh. Đó, một hộp thì nó khoảng tầm 10.000 cây, nói chung là tương đối nhiều. Rồi, giờ mình sẽ gắm hơi vào. À, bây giờ thì mình sẽ test thử trên cái dòng gỗ thông này. À, đó, anh em sử dụng thì mình đẩy cái lãi này ra. Đó, bề mặt đinh rất là đẹp. Đó, anh em có thể thấy cái độ hoàn thiện rất là cao. Chủ yếu là cái lực bắn thì mình đánh giá thì dòng Zitian này thì êm hơn so với cái dòng Meti. Dòng Meti thì gần như cái lực ra này nó hơi hổ. Đó, còn cái dòng này thì cực kỳ êm luôn. Đó, thì những cái dòng súng đinh chỉ này thì anh em lưu ý là mình cấp đủ hơi cũng như mình bắn ở mức độ vừa phải để tránh cái tình trạng gạt đinh, vì do cái bản thân cái những cái dòng đinh này có độ rất là mỏng hơn so với cái dòng đinh ép nên thành ra cái tình trạng dễ bị đó là phần kẹt trong lưỡi gạt. Thì chúc cho sau cái video thì bên mình sẽ có cái anh kỹ thuật sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thay lưỡi gạt. Thì bên mình có những cái dòng sản phẩm mà bên mình đang cung cấp thì tất cả những cái dòng lưỡi gà của các mã thì bên mình đều có nhập về hết.
nên anh em yên tâm. Còn hiện tại những cái dòng súng mà trong cái thời hạn bảo hành đó, thì nếu mà bị lỗi lưỡi gà thì gần như bên mình sẽ hỗ trợ hoàn toàn về cái chi phí thu hồi, hoặc là mình sẽ gửi cái phần lưỡi gà để anh em có thể sử dụng. Rồi tiếp theo là cái dòng Meti B630. Thì trong video này thì mình sẽ nói về hai cái dòng này thôi, còn dòng Meti M622 thì gần như nó cũng như vậy thôi, nó chỉ khác nhau về cái chiều dài đinh thôi. Rồi về trong đây đó, bên mình cũng để sẵn đinh rồi, nó cũng sẽ có cái phần lãi an toàn. Thì so với cái dòng GTA thì cái lãi này thì mình đánh giá nó sẽ tốt hơn đó, nó có phần lò xo thu hồi. Rồi bây giờ mình sẽ bán thử cho anh em cùng xem. Đó, về độ hoàn thiện thì gần như thì dòng Meti thì cái độ hoàn thiện nó sẽ nhỉnh hơn một tí xíu, nhưng mà cái lực bán thì nó hơi đẩy ra khá là mạnh, cũng như là không cái độ ồn nó hơi cao đó. Đó, bây giờ mình sẽ gắn lại cây GTA để cho anh em cảm nhận cái lực hơi. Về trọng lượng thì gần như cây GTA này nó sẽ nhẹ hơn một tí xíu. Đó, lực ra rất là êm. Rồi tiếp theo là cây Đông Trang dùng sử dụng đinh 25. Tất cả trong video này thì mình đang sử dụng là đinh chỉ 20mm ha. Dòng Đông Trang thì nó sẽ không có cái lãi khóa an toàn, thì anh em sử dụng thì mình lưu ý. Đó, độ hoàn thiện cũng rất là cao. Đó, đây là ngoại hình cây Đông Trang. Đó, mức giá đang bán đó là 555.000. Rồi cây Meti sử dụng đinh 30, khi nãy mình đã có báo giá là 825.000. Và cây GTA có cái lỗ thâm cũng như là khóa an toàn thì đơn giá hiện tại đang bán đó là 900.000. Rồi một cái dòng sản phẩm khi nãy mình cũng đã nói là dòng Meti sử dụng đinh 522. Thì dòng này thì nó sẽ có một khác biệt, đó là nó sẽ sử dụng đó là bỏ đinh ở phần phía trước đó. Ngoài ra nó sẽ khác những dòng kia, thì những cái dòng kia thì mình sẽ bỏ ở bên hông, còn dòng này thì mình sẽ nhét ở cái khe phía trước. Và gần như là mấy diễn sử dụng những cái dòng đinh mà ngắn hơn thì mình sẽ sử dụng cái lãi khóa này để mình ép, hoặc là mình theo dõi mình đang sử dụng đinh kích thước là bao nhiêu đó. Đây mình lỡ mình gắn thử luôn cho anh em để thử. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Thì nếu anh em có nhu cầu mua những cái dòng sản phẩm nào thì mình có thể đặt trực tiếp ở trên website, hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0935 545417. Đó, thì trước khi anh em cắt thì anh em lưu ý là mình kiểm tra đinh, hoặc là sử dụng mình kiểm tra coi nó có đinh hay không để đảm bảo cái tính an toàn. Còn trên những cái dòng này thì những cái lãi khóa này thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt trong cái việc mà sử dụng của anh em mình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục lỗi bị kẹp đinh. Đây, đầu tiên là khi có bụng bán á, nhiều anh em mà sẽ lắp đinh bị sai chiều á, thì nó sẽ hay bị kẹp. Với lại là thời gian sử dụng cái lưỡi nó sẽ bị mòn á, thì hay bị kẹp đinh. Thì cách đầu tiên là mình sẽ nới hai con ốc cong phía trên nắp chụp phía trên cây súng trước đã. Rồi, mình sẽ gỡ cái nắp này ra. Sau đó mình sẽ gỡ cái đinh mà dính phía trong súng á. Thì mình gỡ cái đinh đó đi. Còn thứ hai, tiếp tục là mình bỏ một cái phong đinh mới vào. Mình sẽ đẩy lên. Đẩy xuống cho cái đinh trong này rớt hết rồi. Vì nhiều khi là mình gỡ nhưng mà nó vẫn còn một ít á, là khi mình bán nó sẽ bị kẹp lại. Rồi, đấy. Mình cứ đẩy lên để xuống là cho rớt đinh là được. Rồi. Sau đó thì mình lắp lại như cũ thôi. Còn đây là mình cách hướng dẫn mình các bạn cách lắp lưỡi gà. Hai lưỡi gà mình sẽ mở 4 con ốc sao đít của nó. Đây, đầu tiên khi mở thì nó hơi cứng một xíu vậy đây. Rồi sau đó mình dùng một cái kèm
mình kẹp cái đít chỗ này mình rút ra, hoặc là rút trực tiếp cũng được. Khi lắp vào á thì mọi người để ý, bên này nó sẽ có một cái rãnh, trong cái lưỡi gờ nó cũng sẽ có rãnh, tùy theo loại, một tùy theo loại súng, có loại là ngửa lên, có loại thì úp xuống. Thì khi mình lắp súng vào á, mình xỏ cho đúng chiều. Đó, đây mình cứ đẩy thẳng cái lưỡi cho nó ra ngoài nè. Đó, rồi mình sẽ chỉnh lại cho nó phù hợp với cái súng của mình. Ở đây khi mình đẩy nó sẽ sặc vào trong này, rồi cứ thế là mình lắp lại thôi. Và bây giờ mình sẽ lắp hoàn thiện phần đít của súng bạn. Thì bạn để chỗ này có một cái lò xo, mình chỉ cần lắp và lại như cũ thôi. Cái phần sau này mình chịu khó vặn thật kỹ và là vặn theo hình chéo để cho nó cái nắp hơi nó xuống kỹ nhất, tránh vặn theo một chiều, thẳng tiếp từ tới theo một chiều á, mình sẽ dặn theo hình chéo. Nào, sau đó thì mình lắp lại cái nắp phía trên lại. Đó, thế là hoàn thiện cái súng. Theo kèm bộ sản phẩm á, thì sẽ có một cái bình dầu và một số bộ chi tiết lục giác để mình thay thế và sửa chữa súng. Thì anh em trong thời gian sử dụng một vài phong đinh á, thì mình chịu khó mình nhỏ ít dầu phía trong cái góc này để giúp nó cái lưỡi nó không có bị mòn và giảm cái trường hợp kẹt đinh.